cho rồi, cả luôn cái xôn cái nồi, ta xong còn bịch tu gô. Trời ơi, ca dở mà ca hoài vậy? Ừ, ca dở mà ca hoài chứ. Ê, nó nghe nè. Cái gì? Thấy vô. Nói gì đâu, đâu. Thấy vô. Không, không thấy. Thấy vô. Cái gì? Quá đã. Xào nấu cả ngày hung cái đã thiệt à. Ờ, anh hung đã, anh hung em muốn chết luôn vậy đó. Sao vậy? Người ở đâu mà đầu thì hơi mùi dầu nè, dưới đây thì hơi mùi tỏi nè, dưới đây hơi mùi xì dầu hơi, quá trời, nhiều tắm nó hung tôi không? Trời ơi, nhờ mấy cái mùi đó anh sống tới ngày hôm nay á. Sao? Nè, anh nói kìa, hôm nay á, nhà hàng anh có mấy cái món đặc biệt dành riêng cho em nè. Vậy hả? Em nghe cái tên rồi hết hồn liền. Món gì vậy, ngày nào cũng ăn quá trời à. Anh nói nghe, món thứ nhất là món gì biết không? Gì? Máu nhuộm bến Thượng Hải. Món gì nghe ngộ vậy, món gì? Có đâu lạ đâu, món tiết canh vịt đó. À, trời ơi, vậy hả? Còn món thứ hai, em biết món gì không? Món gì? Trái tim bên lề. Cái gì nghe có vậy, ca nhạc quá vậy? Gì ca nhạc? Tim hầm thuốc bắc. Làm sao? Uống nước xong để cái sang bên lề. Vậy hả? Món thứ ba là món hấp dẫn nữa nha. Món gì, món gì? Món thứ ba là món chị tôi. Gì có món chị tôi nữa? Trời ơi, chị tôi là chị là giống cái. Rồi. À, mà chị tôi chưa có chồng, có nghĩa là chị tôi còn tơ. Đúng rồi. Gà mái tơ, nhồi hột sen. Để không? Anh nói cho em nghe. Cái gì? Lúc này nhà hàng Việt Nam mình trở ra quá chừng trời rồi. Ờ. Phải cạnh tranh. Uh-huh. Phải cạnh tranh cho nên phải đặt cái tên gì cho nó hấp dẫn. Vậy hả? Để mà thu hút khách tới ăn. Ờ. Mà anh nói nghe nè, nhà hàng của anh đặc biệt nhất á, ai mà ăn trên 10 đồng á được free chai thuốc sổ. Chi vậy? Ăn xong tối về uống thuốc sổ, có nhiều ra hết sáng tới ăn tiếp. Trời ơi, nhà hàng cạnh tranh quá ha. Ờ. Ủa? Hả? Cái gì? Hôm nay em đi làm hả? Đâu, em có đi làm mà. Ủa, đi làm sao em mặc đồ gì mà diễn dữ vậy? Ủa, có sao đâu, mặc đồ đi làm đâu có sao đâu. Trời đất ơi, đi ủi đồ mặc đồ như vậy nè hả? Hey, đừng có nói ủi đồ, ba má em mới ở Việt Nam qua đây du lịch. Đừng có nói ủi đồ, ba má em buồn. Ủa vậy em nói em làm nghề gì? Em nói với ba má em là fashion designer. Trời ơi, ủi đồ mà đi fashion designer. Anh đừng có tưởng nghe, quần áo đẹp cỡ nào mà nhăn nhúng như ruột mèo làm sao đẹp được. Quăng qua tay em, ủi lát có mới có giá trị, đúng không? Trời ơi em ơi, gì kì vậy? Anh đi qua thăm em mà sao để đồ quần áo dơ dáy bẩn thỉu vậy? Gì? Anh đầu bếp mặc đồ vậy chứ lẽ anh biểu anh mặc đồ vest. Nè, ngồi xuống em nói nghe. Gì? Gặp ba má em nha, đừng có nói làm nghề đầu bếp nha. Ủa gì kì vậy? Tại tính tình ba má em kỳ lắm, thương em lắm, cho nên là muốn em lấy chồng là phải có chức phận, phải lao động trí óc vô chứ nấu bếp thì ba má em buồn, đừng nói nấu bếp nha. Thôi mời. Nấu bếp là nghề anh thích nhất mà tự nhiên không nói à? Không, thì bây giờ gặp ba má em chơi có mấy tháng, ba má em về làm ba má em vui lòng đi, tại ba má em mặt mũi lắm, nói đại một cái nghề gì viết lách này kia đánh máy này nọ đó, có dễ viết chữ chút xíu được không? Ủa vậy có nghĩa là bộ hồi đó ba má em làm chức phận cao lắm hả? Thì cũng thường thôi hả. Ba má em làm gì? Ba em làm bộ giao thông á. Trời ơi, ba em làm cục trưởng bộ giao thông hả? Không phải, đạp xích lô. Trời ơi. Vậy còn má em? Má em làm ở trường đại học Văn Khoa. À, cũng đỡ vậy, má em làm giáo sư phải không? Không phải. Làm gì? Bán xôi mặn trước cửa trường á. Đó, thấy không? Sao? Ba em đạp xích lô, cùng má bán xôi mặn. À. Rồi hai người cũng thương yêu nhau, lấy em mà nuôi em tới lớn, có gì đâu mà sợ. Thì bởi vì lao động cực khổ quá nên má em muốn em lấy chồng cho có chức phận, có tiền, có của cho sung sướng vậy đó mà. Thôi, ráng chiều em, ráng nói xạo chút xíu thôi. Nói làm thư ký thư cò gì cũng được, đừng nói nấu bếp, ba má em buồn nha. Vậy hả? Ừ, nhớ nha. Thôi được rồi, vậy anh thương em, anh mới chiều em nha. Đó, ừ. Vậy anh gặp ba má em, anh nói anh làm engineer, programmer. Vậy? Kỹ sư điện tử á. Kỹ sư hả? Ờ, trời ơi, anh biết không, anh có một bạn tên Văn, trời ơi, làm kỹ sư điện tử ở San Jose nè. Trời ơi, nó trúng stock lên triệu phú nào không hay á. Thôi đi ông ơi, kỹ sư khoảng 1-2 năm về trước mới ngon kìa. Chứ còn bây giờ, trời đất ơi, stock nó đang từ thiên đàng, nó rớt xuống địa ngục, mấy anh chả chào máu hết trơn á. Đúng vậy hả? Ôi. Trúng ý vỗ tay dữ quá. Nhớ nha không? Nhưng mà thôi anh đừng có nổ là kỹ sư cao quá. Rồi mình không biết mình nói làm sao, anh nổ làm sao, chẳng hạn như là thư ký nè, đánh máy nhẹ nhẹ thôi, biết không? À, nổ là cái gì trong văn phòng mà có cốc. Ừ, ngồi trong văn phòng. Rồi được rồi, anh nói má em anh bán cây xăng. Cái gì? Sao cây xăng? Thì bán cây xăng cũng gõ cốc bán tính tiền á. Thôi được rồi, bây giờ làm thư ký, nhớ chưa? Làm văn phòng là thư ký được rồi. Thôi anh không chịu đâu mày. Tự nhiên bắt anh làm cái nghề đó anh thôi không được đâu. Mà em nói nghe nè, ba má qua chơi có mấy tháng rồi về, ráng cho ba má em vui đi. Đâu có làm sao đâu, chút xíu đi mà. Vậy hả? Nhớ nghe, hứa với em nha. Rồi anh hứa. Hứa nha. Nhưng mà tính anh không thích nổ nha. Biết rồi. Rồi anh hứa nha. Đó, con đi về nè. Nhớ làm thư ký nha. Được rồi. Dạ. Thiệt, ba má được khổ ghê vậy đó. Ủa, ba mới về hả ba? Tối ngày vẫn
dám nghe phở hoài. Gì má, có nói gì má? Bực mình quá trời à. Dạ. Phở bên này gì đâu nấu lặt nhắt à, không có miếng bột ngọt nữa. Xin có hai tô nước béo à, mà nó trợn mắt nhìn mình như quái vật vậy. Trời ơi, ba biết sao, tại vì ở đây người ta sợ mập lắm. Sợ gì đâu, đâu có đúng con. Trời đất ơi, má mày nè, hút nước béo tô nào tô nấy tô xe lửa vậy đó. Mà bả đâu có mập. Nhìn coi, tướng bả từ hồi còn con gái tới giờ á, cái phọ còn đi trang. Ghê. Không có thay đổi gì hết trơn á. Đâu con thấy thay đổi chứ. Chỗ nào? Chỗ Silicon Valley kìa đó. Thấy không? Mày nói tao mới để ý á. Thấy chưa? Ồ. Má nói con nghe. Dạ, má ngồi đi má. Trời xanh sao má để vậy? Tại ba mày á thích mấy người á vậy nè. Nó ôm nó đã phải không? Trời. Cho nên mỗi lần ba mày á, lần đầu tiên ba mày gặp tao, ba mày khoái cưới liền. Vậy hả? À, dạ. Má nói con nghe, sao cái nhà con nước lạnh dữ vậy? Hôm má tắm lạnh quá trời quá đất luôn vậy à. Ủa sao mà nước lạnh được? Má có mở hai vòi đó không? Ủa hai vòi hả? Dạ. Đúng rồi, má thấy có hai vòi. Dạ. Một vòi đề chữ H. Dạ. Một vòi đề chữ C. Dạ. Mà ba mày nói á, H á là hết. Dạ. Mà C á là còn. Ừ. Nghe thì vậy má mở bên còn chứ bên hết má mở làm chi. Ba biết gì ba nói tập 7 tập 3 không ba? Sao H là nóng, C là lạnh, phải mở hai vòi trộn nước rồi tắm nó mới ấm, tắm lạnh là bệnh chết á. Trời rồi ơi ba, rồi bộ ba cũng tắm nước lạnh luôn vậy đó hả? Bên này trời lạnh tắm chi con hả? Lau mình được rồi. Trời ơi, hèn chi cũng thấy cái chai dầu thơm của con nó đang đầy vậy, nó xuống còn chút xíu vậy nè ba, sức phải không? Ừ. Dầu con gái sao ba sức chi vậy? Đàn bà con gái gì miễn thơm được rồi con. Thôi ba để đi, mai mốt con sắm cho ba chai dầu tabu. Ở vậy ở dơ mà còn quảng cáo nữa. Hà. Dạ. Nói con nghe, mấy đứa em con á đứa nào cũng có chồng hết trơn rồi. Dạ. Còn có mình con à. Bên hôm nay má qua đây má muốn cho con á thành lập gia thất đi, để má yên bề má mới đi đánh tứ sắc. Trời ơi. Mà con á có người yêu rồi sao con không kêu nó về trình diện ba má coi nó làm sao? Ba má yên tâm đi, tại mấy nay ba má mới qua, ba má đi thăm bà con nhiều quá. Hôm nay nè, ảnh sẽ qua ảnh thăm ba má. Ai vậy? Dạ, bây giờ tại ảnh bận quá trời qua đất à. Sao cứ lo nấu nướng xuống. Gì? Đó, không có. Không có. Ảnh lo ảnh làm văn phòng nhiều quá. Văn phòng. Bận quá. Ảnh qua liền bây giờ đó. Qua liền hả? Dạ, ảnh qua liền bây giờ đó. Ủa, hình như có ai tới kìa. Ai vậy ta? Vũ. Look at me. Con biết gì rồi trời ơi. Dạ thưa ba má. Dạ xin giới thiệu cho ba má. Đây, người yêu của con, boyfriend. Trời ơi, vậy mà tao tưởng Man in Black. Lắc lắc cái gì? Cái mặt y như xã hội đen mà lắc lắc cái gì? Ờ. Anh qua chào ba má đi anh. Dạ. Dạ chào ba. Đấy trời. Dạ. Gì bà làm gì vậy? Làm gì vậy? Bắt tay bà ấy, bà làm bà nhà quê quá. Bắt gì mà cao dữ vậy? Ờ. Dạ. Nếu vậy thì bắt thấp. Dạ. Con đất ơi. Thấp quá con. Dạ. Lên chút nữa. Dạ vậy cao. Ờ. Nguy hiểm mày. Ôi trời ơi. Sao vậy? Hả? Ủa dạ. Cái gì không vậy? Cái này con hất. Tao lại rồi nó hất tao mày. Không có bà ơi, khổ quá. Hất con nghe là ôm á, tiếng Mỹ là ôm chứ vậy là hất. À vậy hả? Ôm á, có tình thương yêu vậy. À đó. Vậy à, ngon ngồi chơi con. Anh ngồi chơi. Dạ cảm ơn bác. Má qua ngồi. Dạ. Trời ơi. Nó hất cái muốn chết. Dạ. Nè con. Dạ. Con tên gì vậy? Dạ thứ hai bác. Ừ. Con tên Cứng. Hả? Dạ. Đào Công Cứng. Dạ. Nghe cái tên là thấy nội công thâm hậu rồi. Đã công rồi còn cứng. Thằng này muốn chắc làm lớn à bà. Dạ. Bác nghe con Hà nó nói nhiều về cháu. Dạ. Mà nó nói không có rõ lắm. Dạ. Bây giờ thôi sẵn có cháu đây ha. Cho bác hỏi luôn nha. Dạ. Cháu làm nghề gì? Lương tháng nhiêu? Mà chắc bận dữ lắm hả cháu ha? Dạ. Dạ thưa bác, con công việc con bận lắm bác. Ừ. À, tới giờ ăn nhiều khi khách vô đông quá còn nấu bếp phải chạy bàn luôn. Vậy? À. Không có. Bà má, à không có. Ý anh nói là anh bận quá. Anh qua nhà hàng ăn á, không có ai lo cho ảnh cả, tự lấy đồ ăn ăn luôn. Dạ. Ăn buffet đó. Dạ. Cháu làm nghề gì? Dạ làm. Dạ con làm. Làm gì? Làm gì? Dạ, nói đi anh, làm gì? Làm gì? Giỏi con. Làm gì? Dạ con làm bác sĩ. Bác sĩ? Dạ. Dạ dạ. Má chờ chút xíu. Trời ơi anh ơi. Hả? Trời ơi nói dặn làm thư ký nổ chi cao dữ vậy? Tại em nói ba má em có bật mũi. Biết rồi. Không sao đem. Lỡ rồi.
chơi tới bến luôn. Chơi được không? Đợi anh. Chết cha vậy hả? Rồi. Dạ. Dạ. Thưa em bác. Hả? Cô xin lặp lại một lần nữa. À. Con doctor. Bởi vậy tôi thấy, ông thấy không? Tôi có tướng rồi, có nhìn, có mắt nhìn tướng người lắm mà. Cháu bác sĩ đi bước vô nhà tôi hả? Tôi thấy hào quang sáng chói vậy đó. Tôi thấy biết là tướng bác sĩ mà. Dạ. Nè. Dạ. Bác nói con nghe. Dạ. Mà là bác sĩ mà con Hà không chịu nói cho má nghe để má có khoe với bà con lối sớm. Con lấy chồng bác sĩ con không biết được cái gì má. Bác sĩ. Dạ bác sĩ, dạ bác sĩ. Dạ con. Dạ. Nói vậy con đây là bác sĩ Đào Công Cứng. Dạ, ở Mỹ gọi con là Dr. Michael Đào. Ủa vậy hả? Dạ. Bác tưởng mới kêu bằng Michael Cứng chứ. Dạ. Không có, ba bên Mỹ người ta dùng cái last name cái họ mà. À vậy. Dạ, Dr. là Michael Đào đó. Dạ. À Đào. Ở bên này đâu có dễ làm bác sĩ đâu. À, dạ. Nhiều người qua đây không chịu đi học đi hành gì hết trơn à. Làm mấy cái nghề bị người ta khi dễ. Dạ. Không biết không, giống ai xa lạ đâu. Con có bà Năm bạn của mình đó không nhớ không? À. Trời ơi, tướng tá cũng cao ráo, sạch sẽ như cậu đây vậy ha. À. Mà tưởng làm gì cao sang, ai nhè đi nấu bếp. À. Mà đúng rồi đó bà nói đúng á. Đi về Việt Nam mà nói mình con mình ở Mỹ nấu bếp, người ta cười, ta thúi đầu á. Vậy ông biết sao không? Dạ, con xin lỗi hai bác nha. Cái nghề đầu bếp phải bình thường đâu, nhất là bên Mỹ này nữa. Muốn làm nấu bếp, bếp cúc này nọ, làm sếp là phải học đàng hoàng. Lương nhiều khi còn hơn bác sĩ, kỹ sư nữa. Bác đừng coi thường lương đầu bếp nha. Anh lại đừng xúc động dữ vậy hả? Bác sĩ giúp mày hạt tôm hạt cá thôi. Bác sĩ. Dạ. Lộn. Cái gì mà cháu bồng bột như vậy? Dạ. Bác nói người ta chứ bác đâu có nói cháu đâu à. Dạ. Cháu biết không, có lần hồi đó đó, hồi bác còn nhỏ, hồi con gái, hồi chưa có chồng đó. Có lần bác cũng vô bệnh viện khám bác sĩ đó. Ủa? Hồi còn nhỏ bác vô bệnh viện khám bệnh gì bác, bệnh gì vậy bác? Trời, con gái nhiều nhẽo, cơ thể khỏe mạnh, chưa chồng bệnh gì đâu cháu. Đi khám thai. Cái từ đó cái hình ảnh bệnh viện với bác sĩ cứ ám ảnh trong đầu bác hoài à. Cái bác mơ lấy chồng bác sĩ. Vậy hả bác? Rồi bác lấy được không bác? Cái mặt bác về bác sĩ chịu sao? Dạ. Cái tự xuống cấp. Dạ. Lấy bác sĩ không được, bác xuống cấp, cái bác mơ lấy y tá. Rồi được không bác? Có được đâu. Rồi sao nữa? Nhưng mà cuối cùng duyên thì nợ đưa đẩy, cái bác gặp bác trai của cháu á, cũng làm vòng vòng trong nhà thương á. Ủa, hồi xưa bác trai làm gì trong nhà thương vậy bác? Không có, tao làm phía sau nhà thương á. Vậy bác làm gì? Quản lý nhà xác. Vui quá. Thầm. Dạ, thầm, thầm. Dạ, bây giờ phòng mạch cháu ở xa không? Cháu mở phòng mạch tư hay là làm ở bệnh viện? Dạ. À, bác. Nói gì bệnh viện thiết ghê vậy? Dạ. Con làm gần hay lắm, con làm ở nhà hàng bún mắm á. Dạ. Ông quá. Ý anh nói vậy nè, ý anh nói là cái phòng mạch của anh á bên cạnh nồi mắm. Khổ quá. Phòng mạch của anh á bên cạnh nhà hàng bán bún mắm. Dạ, dạ ơi, mẹ làm dạ. Dạ, chúng đưa má qua má coi phòng mạch của cháu bác sĩ đi coi sao ha. Dạ, thưa hai bác. Dạ. Hôm nay con biết hai bác ở Việt Nam qua. Dạ. Cho nên hai con đóng cửa để qua thăm hai bác. Dạ, đóng cửa rồi. Bữa nay ngày thường mà cũng đóng cửa sao cháu? Dạ, nếu mà hai bác ở kia một năm á, con đóng cửa nguyên năm luôn. Đừng làm vậy con. Dạ. Mất tiền uổng lắm. Dạ. Thăm hai bác vậy đủ rồi. Dạ. Biết con là bác sĩ, hai bác mừng lắm. Dạ. Hay là đến ngày mai bác ghé phòng mạch coi con chữa bệnh được không? Thôi ba. Trời ơi, con ghé chi ba rồi. Con nói ba nghe nè, phòng mạch ảnh đóng cửa rồi. Đúng rồi. Anh nhớ không? Sao? Hả? Anh nhớ không, là ảnh vừa mới nhận tình nguyện đi qua Phi Châu ba để phục vụ trại cùi. Dạ. Để phục vụ cùi. Dạ đúng rồi bác, rồi sau khi đi trại cùi xong con sang Afghanistan á. Con trị thương cho lính Mỹ. Dạ đúng rồi. Dạ. Giỏi dữ hả con? Dạ. Dạ con. Dạ. Con chuyên môn vậy gì? Dạ con chuyên môn về cá trê nướng trui. Gì vậy? Không phải là cá trê mà là gây mê. Gây mê. Dạ, gây mê. Giỏi rồi nha con. Dạ, dạ. Anh khám đủ con, thứ con dạ. Khám đủ thứ hết bác. Dạ. Tôi khám từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Người ta gọi con là bác sĩ toàn ban. Hả? Không, toàn khoa anh trời ơi. Toàn khoa. Dạ, anh giỏi lắm á ba. Dạ. Cứng, lại đây. Bác nhờ cái. Đợi anh. Cái gì? Dạ, sao bác? Bác gái có cái ngực. Dạ. Hà cũng có. Thằng Dung Duyên. Dạ. Sao bác? Bác tính nhờ con coi cái ngực bác gái giùm bác. Bậy bác kỳ quá. Không này dạ. Kêu con coi kỳ. Đó chết. Gì đâu, trời ơi, bác bị tức ngực. Tính nhờ con khám giùm. Chứ ai kêu mày coi. À ha.
Nhưng bác gái mình tức ngực. Ừ, tức ngực, muốn con khám, khám giùm có bệnh gì. Bác để con. Em nói nghe nè. Thăm ba má em vậy là vui rồi hả, khỏe, vui rồi hả, vui vẻ rồi. Bây giờ em nói anh về giùm em cái gì. Em gì kỳ vậy, gì kỳ vậy. Để nó khám cho má chứ cái gì. Nhà ba má bị bệnh. Mà nhà mình có bác sĩ nữa. Ủa, ai là bác sĩ đâu? Trời đất ơi. Anh nè. Hả? Bác cụ Đào nè. Ừ. Anh điên rồi sao vậy, bác sĩ cái gì khám sao khác. Em còn điên hơn anh nữa, đỡ rỡ là chơi luôn đi. Hả? Em ngồi xuống đi. Ừ. Dạ, con mời bác ngồi. Rồi. Dạ. Cái gì vậy? Để anh con khám vậy. À. Để anh khám. Dạ. Ừ. Ơi lỡ rồi chơi luôn sao bây giờ. Trời, cái gì vậy? Gì vậy? Anh ơi, anh. Gì? Sao giống phở áp chảo vậy? Chứ còn gì nữa. Hả? Không phải. Con lắc về cả thuốc cái đều. Ờ, vậy hả? Lỡ rồi. Dạ. Cái gì cũng vậy đó. Trước khi làm cái gì cũng phải có đầy đủ gia vị. Hả? Gì vậy? Tiêu ớt, hành tỏi phải có đầy đủ. Gì vậy hả? Không có. Cái này người ta kêu là medicine. À, dạ. Là gì? Dạ. Thuốc. Dạ, medicine bây giờ kiểu mới. Bỏ vô này đỡ sợ vậy đó. Dạ, thuốc, dạ. Dạ, ớt đủ đầy đủ hết đó. Dạ. Xong rồi phải đi vệ sinh. Đeo con tay vô. Dạ, dạ. Hả? Dạ. Sao mấy em thấy giống như em đồ bắt bé của con như vậy? Dạ nó đó má. Em. Bây giờ không phải. Cái này con kỹ lắm bác. Con không muốn làm riêng của ai, con sáng tạo riêng cho con. Vậy hả? Sạch sẽ. Dạ. Dạ để con. Gì vậy? À, cái gì vậy? Dạ. Bác, trước khi làm thì con phải xịt thuốc sát trùng của bác. Dạ, sát trùng. Sát trùng như mấy ngày mùi tiêu không vậy? Dạ, sát trùng mùi tiêu, dạ. Dạ. Dạ xong rồi. Dạ. Dạ bây giờ bác muốn khám tim hả bác? Khám tim. Dạ. Biết không đó. Để anh chơi luôn. Rồi chơi luôn đi nha. 1, 2, 3. Trời ơi. Cái gì vậy? À. Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Sao thấy giống hai cái nắp nồi của con quá vậy? Đâu phải bác. Cái này mà hai cái nắp nồi cái gì bác? Cái gì? Cái này người ta gọi là... Là cái gì? Dạ, cái có nghĩa là máy trợ tim, máy trợ tim. Dạ, máy trợ tim. Dạ ba, hay bà cởi áo cho nó khám đi. Dạ, dạ tại bác Việt Nam mới qua, y khoa bên Mỹ tiến bộ lắm bác. Bây giờ mà con khám mà về ngực á, hãy mà con gái mà dưới 20 tuổi á, thì cởi. À. Còn trên 20 tuổi già như bác, khỏi cần. Dạ. Vậy là tôi phải bận món áo đó ông ơi. Dạ, dạ bác ngồi xuống bác con khám bác. Rồi, dạ. Em ơi. Cái gì? Chuẩn bị bấm giùm anh đi. Rồi bấm hả? Cái máy anh digital không á. Biết rồi, rồi. Are you ready? Yes. Clear. Shoot. Perfect. Khỏe quá. Khỏe ghê vậy đó cháu ơi. Mà cháu thấy bác thấy hơi nặng có cái gì đè lắm cháu ơi. Dạ dạ. Mày lấy hai cái rồi to mày đó. Dạ. Trời ơi quên. Dạ. Dạ. Xong rồi hả bác? Khỏe chưa bác? Bác gì vậy? Bác gì vậy con? Bác bệnh gì vậy cháu? Dạ thưa bác. Sau khi con khám nghiệm tử thi của bác. Hả? Không phải vậy. Dạ con khám nghiệm thân thể của bác. Hả? Thì cho thấy là bác bị thận có sạn. Hả? Cái gì? Thận ở dưới này mắc mớ trên này mày. Ủa? Lộn. Quên. Có mẫu cá quen à. Không phải. Chứ bác bệnh gì? Dạ bác bị bệnh phổi. Chết cha. Hai cái lọ lá phổi bác bự quá. Con nghi. Nghi gì con? Con nghi là phổi của bác gái có nước. Nước gì? Silicon. Hả? Bây giờ bác có cần uống cái gì không vậy? Không. Con trị bệnh không cần uống thuốc gì hết. Bác chỉ cần thoa một chút xíu mỡ hành vô là hết. Trời ơi, cái gì vậy? Gì vậy? Má ơi, không phải mỡ hành, anh nói lộn cho anh lộn. Ý là anh nói là thoa ôi đó, ôi mình á, dầu lên dạ. Ôi và dầu. Dạ. Dầu quá. Dạ. Dạ. Vậy thì bây giờ... Má không có bệnh gì nữa. Má ở Việt Nam á, bác sĩ kêu má mổ thông tim. Dạ. Bây giờ sẵn là cháu làm bác sĩ á, cháu có biết mổ không? Thì cháu mổ tim cho bác luôn, được không? Đừng. Con có hay mổ không? Trời ơi, con mổ hoài bác ơi. Một ngày có mổ cầu cá chục con gà. Vậy trời mổ quá trời, tôi điên. Đi. Không có ba má bình tĩnh, không ba má nghe nè. Ý anh cứng anh nói là coi như ngày xưa anh học bác sĩ, anh học giỏi quá. Người ta chết không kịp cho anh mổ, biết không? Dạ. Xong là phải mang gà cho anh mổ, mang gà, mang gà cho anh mổ. Dạ, vậy dạ, đó. Dạ, bây giờ khám bác gái xong rồi. Rồi. Con dạ. Sang khám bác trai. Hả, cái gì vậy? Dạ. Anh rồi, trời thôi mà. Để anh luôn lỡ rồi tới bến luôn. Thôi em anh về giùm em đi, được rồi. Được rồi, dạ thưa bác. Để nó khám cho bác. Bác có bệnh gì không bác? Bác nhiều bệnh lắm con. Dạ. Cái bệnh thứ nhất của bác á là mỗi lần bắt mời người ta đi ăn á lúc trả tiền á sao tự nhiên bác đau bụng rồi. Cái gì con?
cái bệnh của bác con khỏi khám con biết rồi. Bệnh gì? Ông biết bệnh gì không? Bệnh gì? Bệnh trùng. Trùng gì? Trùng sò. Đúng y chang vậy đó. Dạ. Còn nữa con? Còn nữa bác. Bệnh này mới ghê nè. Dạ, bệnh gì? Mỗi lần mà bác gặp gái đẹp á, dạ, tự nhiên người bác rần rần vậy đó. Mắt bác mờ cái tên. Làm sao vậy con? Con biết rồi. Bệnh gì? Bác bị lên máu. Máu gì con? Máu dê. À, mà nhắc tới máu dê nha, trời đất ơi. Con số 1 về sầu lăn dê, dê sầu lăn nha. Cái gì? Còn bác ơi, dạ, nói con nghe. Còn dạ, nữa, con nghe nhiều. Bác còn nhiều bệnh lắm con ơi. Xin lỗi bác, có điện thoại. Cái gì vậy? Chết mẹ, chủ nhà hàng gọi em. Hả? Nè bác, bệnh nhân gọi con, xin phép bác. Bệnh nhân hả? Chuyện gì vậy anh? Để. Bận quá. Dạ, ông chủ, em nè anh chủ. Dạ. Hả? Nước lèo hết rồi hả? Dạ, sao? Không có người ra tô. Dạ, về liền. Dạ, ghé chợ mua 2 chỉ nước mắm ha. Dạ, em về liền. Cái gì vậy? Dạ thưa bác, hôm nay con bận rộn quá đi. Bệnh nhân con kiếm con quá chừng trời. Không, khám cho bác trước đi. Trời ơi, khám gì bác, hết nước lèo rồi. Không được, phải khám cho bác chứ. Trời ơi, phải mổ thông tim cho bác chứ. Thông tim gì bác? Mua nước mắm kìa. Hả? Cái gì vậy? Thôi, anh về nha. Khánh Hà. Hả? Ai Khánh Hà vậy? Gì? Khánh Hà đâu? Nó dạ. Kêu ai vậy? Ủa Khánh Hà gì? Dạ kêu con, Khánh Hà. Con Khánh Hà nha. Khánh Hà hả? Dạ. Băng Hà mà đổi tên hồi nào vậy Khánh? Hả? Trời ơi, Lê Thị Băng Hà, cha mẹ đặt xấu lắm hả con? Trời, con sống nhẹ tự nhiên ba má đặt con Băng Hà. Con qua đây con bèn đổi Khánh Hà cho nó sang á mà. Cho nó có vẻ thính phòng một tí đó à. Mà má thấy cái thằng bác sĩ này nó khám gì con ơi, sao mà đồ toàn lại mấy cái này không vậy? Không có, con nói ba má nghe nè, tại vì anh học bác sĩ về dinh dưỡng, về thức ăn, cho nên vừa bác sĩ vừa thức ăn nó lộn qua lộn lại, đâu ra con cũng muốn điên luôn thôi, con ba má muốn làm như là con mà khổ. Mà cái thằng này sao nó đi khám bệnh nhân mà nó để là dụng cụ. Trời đất ơi. Dạ. Kỳ quá ông. Chết cha rồi. Tương ớt. Cái gì sao tương ớt không vậy? Dạ. Còn này nữa. Cái gì? BBQ. Ba. Cái gì mà BBQ đây, BBQ? À BBQ, tao đâu có biết. Dạ. Kêu cũng vậy mà. Dạ. Trời đất ơi, còn cái này nữa. Cái gì vậy? Anh cứng, cái gì vậy? Đốc tờ cứng. Trời ơi, giờ này còn cứng cái nữa. Mềm xèo lỏng lẻ rồi. Con nói thiệt với hai bác đó nha. Cũng tại khám bệnh cho hai bác mà cái nồi bún mắm con cạn queo rồi. Dạ. Ông chủ đuổi con rồi đó. Mày nói cái gì ta không hiểu gì chứ vậy bác sĩ cưng. Mày hiểu gì? Nó nói gì cho phải nói rõ ràng chứ sao kỳ vậy? Sao mà có lo khám bệnh cho bác không lo nói nhảm không à? Bác sĩ mà muốn mắm cái gì? Anh giờ có gì anh nói đại cho rồi mà bác khám bệnh. Con nói thiệt. Là bác sĩ. Dạ con biết. Dạ xin lỗi hai bác, con không phải là bác sĩ. Cái con là cái gì? Dạ. Là gì? Dạ. Con là nha sĩ. Nha sĩ cũng được. Trời ơi nè, chồng cho bác bao lông vàng đi con. Hai chục cái răng hơn mà. Dạ vậy thôi. Con phải là bác sĩ, không phải là nha sĩ. Là cái gì? Con là bác sĩ. Ôi, bác sĩ là sao hả? Cái gì? Là nấu nướng á, nấu nhà hàng á mà. Nấu nướng hả? Dạ. Bởi vậy em thấy không, tôi có tướng nhìn mà. Tôi có mắt nhìn tướng hay lắm. Cái thằng này bước vô nhà tôi hả, tôi thấy nhà cửa tôi tối om vậy hả. Đó là cái tướng tôi nấu bếp mà. Nè, dứt khoát má không có gả con cho cái thằng lừa gạt này đâu. Hả? Mà không gả mà kêu má chi? Má không có gả con cái mày đâu. Ừ. Trời tôi dứt khoát không gả. Cái gì vậy? Trời ơi, để bà. Cái gì vậy? Chết cha rồi ba, làm sao rồi ba, em xỉu rồi ba. Rêu tua. Cái gì vậy? Thì cấp cứu đi chứ sao? Chết luôn. Trời tỉnh. Ủa, tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Chưa tỉnh hả? Ông cứu tôi đi ông. Cứu anh cứng ba ơi. À, có cách. Cách gì vậy ba? Cứng. Bắt gả Hà cho mày á. Hả? Bác chịu gả Hà cho con rồi. Ừ. Trời ơi, con cảm ơn bác nha bác. Ừ. Nhưng đừng có xạo nghe không. Kể từ giờ phút này, nghề nào cũng quan trọng hết á. Dạ. Chỉ có người xấu chứ không có nghề xấu. Dạ. Nghe không? Dạ. Nhất là đừng làm biến, nghe không? Dạ. Ha. Con xin lỗi bác tại vì con sợ không lấy được Hà con phải xạo vậy. Dạ công nhận bác rộng lượng quá. Rộng mẹ gì? Hồi đó tao gặp bà tao không nói xạo, tao là bác sĩ, sức mấy bà lấy tao. Hả? Clear. Suốt. We'll be right back.
dài năm nay mới gặp lại. Nhớ nhớ mừng vui nhớ mừng mừng. Nhớ hôm nào nó gần là cu tí, vẫn hay nũng nịu đội biệt hơi, đến nay vẫn còn gian ác. Mình gài gài giùm em cái áo của mình lẹ lên mình à. Trời đất ơi lẹ lên đi, sửa sàng xong chưa? Hôm nay đón con nó Việt Kiều nó về nước, phải chuẩn bị cho nó tươm tất nghe không? Đôi coi coi nhà cửa coi coi đó. Đây nè, mà không miễn một mình nó về nữa, mà còn dâu nó dẫn con dâu về nữa, cho nên là phải làm sao cho nó tươm tất. Cài giùm em coi coi đó. Rồi nhà cửa mình xong chưa, để coi cho nó đàng hoàng coi làm sao chứ. Đó, mà cái thằng này sao nó không cho mình ra phi trường đón nó ta. Đó, coi cái này sao không gài vòng qua đây gài giùm một cái coi. Đó, gài đi ra. Rồi mà không biết dâu con nó làm sao đây nữa. Cái gì mà vậy? Đứng lại cho tôi. Trời ơi, muốn tôi gài phải đứng lại tôi mới gài được chứ. Trời, nãy giờ chưa gài được hả? Trời ơi, nói một cái là đi như con lật đật vậy đó. Lẹ lên. Đó, con trai nó ngoại quốc nó về rồi, nó đưa dâu về đây nữa rồi. Cầu trời làm sao mà cho con nghe nè, nó có đứa dâu hiền lành ngoan ngoãn, mình nở mặt nở mày với bè bạn hay ông ha. À. Đó, rồi xong chưa, nhà cửa dọn dẹp xong chưa mình? Xong rồi. Con nó sắp về tới nơi rồi đó. Ừ. Trời đất ơi. Cái gì? Sao có tivi đâu mất rồi? Cắt rồi. Cắt chi sao không để chân? Chừng chi vậy mình? Con mình nó ngoại quốc về, nó thấy nhà không có tivi, nó bỏ tiền nó mua tivi cho ba má. À, xong rồi mai mốt nó về ngoại quốc cho mình lấy tiền mua vàng mình cất mình dưỡng già, thấy không? Tính vậy chứ. Nóng quá mình mở cho em cái quạt coi mình. Trời ơi. Trời đất ơi. Hả? Cái quạt máy này đâu rồi? Em quên, giấu rồi. Trời ơi, giấu chi xong để chân? Chân chi nữa, con mình nó về nó thấy nhà cửa không có quạt máy nóng được, nó thương cha thương mẹ, nó bỏ tiền nó mua máy lạnh cho mình biết không? Đó, rồi nay mai nó về nước mà lấy tiền máy lạnh mua vàng cất dưỡng già. Trời ơi. Đâu coi coi nhà cửa. Ờ thôi, mình ơi. Gì? Xuống lấy cho em cái búa mình. Chi vậy? Đập bể cái ghế chỗ này ra, con nó thương á, cái nó cho tiền đắp vô chỗ này nè. Trời ơi, đập cái này chuyện nhỏ, lại đây tôi nói bà nghe. Vụ gì? Tôi chỉ mà đập cái chỗ này bảo đảm mà có tiền xài dài dài cho tới chết luôn. Đâu, chỗ nào? Cái đầu tôi nè. Ờ ha. Thằng con mình nó có hiếu, nó thương ba lắm, được rồi, đúng rồi đó, ý hay để em đập cho nó. Trời ơi, bà đừng có quá đáng nha bà. Cái gì? Trời ơi, bà đừng có quên bà là má của nó, là người từng bánh da xẻ thịt đẻ ra nó. Đúng rồi. Bà tính toán nó đâu có được. Tôi nè, là ba đó nè, tôi không có cần bà cái vật chất ở đâu. Nó về đây hả? Bất quá tôi xin nó vài triệu tắm hơi thôi. Cái gì? Đừng có giỡn mặt với tôi nghe, lo dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng đi. Cái thằng này sao nó không đưa vui mình ra phi trường mình đó. Vui quá, vui. Đó, thấy chưa? Mình, sao con nó về nè, nó nướng tới thăm mình mà mình sao mình vui dữ vậy? Nó nghe tức cười không? Con về không mừng không lẽ buồn? Trời không, mình phải buồn, mình phải bệnh, mình làm nó buồn bệnh. Ý là mình thương nhớ con biết không? Để con nó trả hiếu cho mình chứ. Bệnh đi mình, à. Buồn bệnh. Bệnh ha? Ừ. Có liền. Thôi. Cái gì vậy trời, nó có ho thì ho vừa vừa thôi, ho quá nó tưởng ho lao nó bỏ về nước là chết à. Ho chính lịch sự thôi, ho vừa ho làm sao mà cho nó ra tiền đó. Ho quý phái ha. Ừ. Được rồi. Được chưa? Ho vậy nó elephant lắm á. Elephant hả? Ừ. Tôi rồi, xong rồi. Còn bà sao? Cái gì? Bà bệnh gì? Có rồi, em tính rồi. À. Em bệnh này là chắc chắn con nó phải cho tiền à. Bệnh gì vậy? Thấp khớp kinh niên. Bệnh này tới già không chữa khỏi luôn vậy đó. Đâu thấp làm sao đâu. Ví dụ hai em mời vừa gặp con á, em đi điên cái đó, à, quẹo quặng cái gì. Xong cái em lại bước tới em gặp con cái em quẹo vậy nữa. Đó, bà vậy đó. Bà làm sao giống hoa hậu tàn tật quá. Vậy đó hả? Thôi giờ vậy đi ha. Ủa, chết rồi. Trời, cái gì khác rồi vậy? Chết rồi. Cái nồi cá kho tổ của em no kho cho thằng con nó về. Nó khét chết rồi, thôi em phải vô coi không. Nhưng mà trước khi gặp con em phải tàn tật cái gì đó cho nó thương. Cái tướng vậy chắc tối nay tôi phải đi bị ôm quá. Nãy nói rồi, nãy ở chuyện máy bay Đài Loan á. Sao? Anh nói em là làm ơn thay cái quần dài vô giùm anh một cái. Về tới Việt Nam mặc đồ lồi da lồi thịt kỳ quá. Anh nói sao vậy? Em tốt phe xấu che chứ bộ. Thì phải rồi, tốt khoe thì xấu che. Làm ơn che lại giùm cái đi. Trời ơi, người ta có cái đùi đẹp người ta phải phe chứ. Gì? Đùi đẹp hả? Ủa. Trời ơi, đùi đẹp, đùi người ta dài như vậy nè. Con đuôi bá có vậy mà khoe. Anh
quá. Anh vẫn chơi chút xíu thôi. Anh mới về thăm ba má anh lần đầu tiên đó. Em sợ ba má anh khó tánh đó. Em hồi hộp quá à. Em hồi hộp quá à. Trời đất ơi. Hồi hộp quá à. Hồi hộp quá à. Hồi hộp bản vậy á. Anh sợ ba má anh thấy tướng em. Ba má anh hồi hộp cho em hồi hộp gì. Không sao đâu, anh nói em nghe. Lần nào anh gọi điện thoại về Việt Nam á, anh cũng nói ba má ơi, ba má sắp sửa có con dâu đẹp, dễ thương mà còn hiền nữa. Thì em đẹp, em dễ thương, em hiền thiệt chứ bộ. Thấy chưa? Mà không hồi hộp sao được. Sao? Em mới lấy chồng lần thứ nhất chứ bộ. Vậy muốn mới lấy chồng lần thứ nhất hả? Bộ em tính lấy chồng lần thứ hai, lần thứ ba nữa sao đây? Không chồng á. Ê, đừng giỡn với tôi nha, tôi quýnh chết bây giờ. Giỡn hả? Trời ơi, ghen kìa. Hở ra cái ghen à. Có chồng ghen ghét ghê vậy đó. Không ghen sao được, có vợ đẹp không ghen sao được. Tại vì anh chỉ muốn tiền của em là của riêng anh thôi. Vậy? Không, tình của em là của riêng anh. Thấy không? Anh nói sao thì anh là mối tình đầu tiên của em đó. Gì? Mối tình đầu tiên hả? À. Sao nhiều kinh nghiệm vậy? Anh nhớ lần đầu tiên chở đi biển chơi, mình tính thử thôi. Mình nói em ơi, cho anh nha em. Tưởng đâu từ chối hay giờ cho liền à. Bởi vì mới kẹt tới ngày hôm nay nè. Anh muốn em giỡn á, Ôi anh giỡn mà, giỡn hoài à. Biết quá. Anh nói nghe, kỳ này á, mình về Việt Nam. Không, nhất là em nữa. Em đẹp, em dễ thương, mình phải tổ chức đám cưới thiệt là lớn nha em. Để cho ba má anh rạng rỡ với bà con lối xóm nha. Thì đương nhiên rồi đó. Nè. Sao? Em... Ý anh muốn gì? Hiểu ý hay quá, em dễ thương ghê đó. Em ứng ra trước cho anh 20 sắp nha. 20 sắp giải hả? Tự nhiên ứng 20 sắp giải đã quấn em thành xác ướp hả? Không phải, 20.000 đô la đó, để anh lo đám cưới. Cái chuyện đó chuyện nhỏ, em biết rồi em lo liệu rồi, chút xíu nữa em đưa cho. Trời ơi, em dễ thương quá à. Em về Mỹ em bắt thợ nó vũa tháng em lấy lại hết à. được em. Bây giờ nói nghe nè, thôi bây giờ chuẩn bị ba má anh ra rồi đó, bây giờ em vô rửa mặt cho tư lên xíu đi. Bộ mặt em của tôi hả? Trời ơi, sọc dưa nhiều quá kìa. Trời ơi, mặt tôi đẹp vậy mà là sọc dưa. Thôi đi em, đi. Chịu đâu, nãy em ra ngoài ngõ đó, em thấy trước đầu ngõ anh đó, có cái xe gì mà cái trái gì nó xanh xanh, nó tròn tròn ấy, người ta xẻ nó là nó tè ra vậy nè. Cái trái gì mà tè ra vậy? Nó tè ra vậy nè, có chén mắm ruốc chỉ là ớt ở trên đó, cái chén gì á, trái gì đó. Trái cốc. Đúng rồi, trái cốc, em xèm trái cốc, chứ em xèm nhắm em dài mua đó. Ngày xưa em như cô Tâm nhiếp. Trời ơi trời, sắp sửa có cháu ngoại mà còn nhí nhảnh nữa. Nhìn phát ói à. Ủa sao ba má nó mất tiêu hết trơn rồi. Anybody home? Anybody home? Trời ơi, cô Mi. Mami. Trời ơi, cô Mi. Mami. Đá đi. Ê, dạ. Mất cặp đồ đá mày. Dạ, không có, con xin lỗi. Ồ. Chào ba. Chào má. Trời đất ơi, tôi chào má. Trời đất ơi. Tao mới về. Hả? Trời ơi. Không, xin lỗi ba má. Tại vì con qua Mỹ lâu quá rồi, cho nên tiếng Việt quên, tiếng Mỹ cũng không biết luôn. Trời đất ơi, cô Bi. Dạ. Sao? Trời ơi, con ơi. Dạ. Con ở Mỹ con đi đào kinh thủy lợi sao mà phơi nắng giữ tóc con nó cháy vàng khè vậy con? No daddy. Cái này người ta gọi là tóc highlight. Highlight là sao? Tóc thời trang người ta gọi là tóc xù lông nhiễm. Thôi trời. Ai trà chớ bức tóc dục quăng. Trời ơi. Yeah. Trời ơi, cô Bi lại đây với má cô. No Bi. Mommy. Hả? Con qua Mỹ không ai gọi là cô Bi nữa rồi. Chứ gọi là cái gì? Con lấy tên Mỹ. Tên gì? Tên là Bob. Trời ơi, Bob Bi. No Mommy. Tên người ta Bob thôi, đừng có Bi, nghe đau lắm. Đó, mình thấy chưa, nó lớn nó đâu có chịu theo em đâu. Dạ. Vậy thôi bóp ba qua đây với em. Con ơi, bữa nay có con đừng có bóp bậy bạ bà. Thôi mình. Daddy, Mommy. Hả? Lần đầu tiên con về Việt Nam, bao nhiêu năm xa cách, về thấy ba má khỏe mạnh con vui lắm. Cảm ơn. Ba má. Ủa? Đâu đâu có, bệnh quá. Ba bệnh dữ lắm con ơi, ba bệnh ba. Ủa? Ba bị bệnh gì vậy má? Ba xuyển con ơi, nuốt 70 con thằng lằn mà chưa có hết đó. Xuyển. À, không sao đâu ba, không sao đâu. Để con về Mỹ, con sẽ mua thuốc gửi về cho ba uống nha. Trời không kịp đâu con ơi. Sao trời vậy ba? Ơi, Bob, con về Mỹ con gửi thuốc qua là trễ rồi. Ba cái bệnh này nè, ba dán thuốc dán cho ba hết liền à. Ủa, bệnh ho sao dán thuốc dán mà hết? Dán cái loại thuốc dán màu xanh đó con. Thuốc dán gì? Có số nữa con. Dạ, thuốc dán
màu xanh vậy nè con, đó cái ba hết liền, ba vẽ liền. Con hiểu rồi. Bao nhiêu năm xa cách ba tôi làm thợ vẽ. Con hiểu rồi, con sẵn sàng chuẩn bị. Xanh xanh có số. Mẹ mà. Dán vô cái nó khỏe liền bà ơi. Dạ dạ. Mình có hiếu quá trời đó ba mày thấy chưa, trời ơi ta đây. Nhưng mà cũng may một bệnh ba bệnh thôi, má tôi bệnh được chết cha thôi rồi. Cô Bi. Dạ. Mày nhìn má gì mày nói má khỏe hả cô Bi? Mày nhìn vậy mà nói má khỏe hả? Má bệnh dữ lắm đó con. Má còn bị thấp khớp kinh niên đó. Trời ơi má nói thiệt mà Bi, má nói con nghe nè, đó thấy chưa đó. Cô chừng em ơi. Em bước cô chừng em. Má ơi, má ơi, không sao đâu. Cũng may là, lần này con về con có đem theo một lố salon bát. Trời ơi, salon bát, má con thích lại salon bát màu xanh thôi. Bà nói sao vậy, salon bát màu trắng mà. Tao thích màu xanh mày, vừa phải thôi, màu xanh. À, con hiểu rồi. Ba tôi làm thợ vẽ, còn má tôi làm họa sĩ. Dạ, quá, dạ có rồi, có rồi đi má, màu xanh. Má nhức chỗ nào? Má nhức đây nè con. Lẹ lẹ đi con. Mà con đau ở đây. Ây sao? Trời ơi nó nhẹ, giờ em tung tăng được rồi đó mình. Tan 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 tan. Trời ơi con chóng mặt quá, xin phép ba má con vô rửa mặt. Trời ơi. Trời ơi thấy chưa, đưa tiền lại cho em. Trời ơi mình ơi là mình ấy, con nó có hiếu vậy đó. Nó báo hiếu mình vậy còn muốn gì nữa. Em thiệt. Ai vậy? Hả? Bóp. Trời ơi sao trắng quá. Trời đất ơi, trời đất ơi sao vậy? Sao con dữ vậy? Đúng rồi, ông ơi. Dạ. Dì Kiều. Dì Kiều hả? Dì Kiều. Dạ. 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 Chào bà. Chắc bà đây là má dâu tương lai tôi hen. Dạ. Chị bà. Xui. Trời dạ. Ơi, chị xui. Trời ơi. Thằng Bi và tôi á, dạ. Có gửi hình con gái chị về cho vợ chồng tôi coi. Công nhận nó giống chị quá xa. Y chang. Mà công nhận nha, trời ơi, chị xui già sao bận đồ. Còn chị chơi quá. Ê. Mũi, mũi. Mũi mầm dữ lắm. Ê. Trời ơi, ta nói cái thằng Bi nó tệ quá à. Dạ. Nó đưa má vợ nó về, nó không báo cho tôi biết rồi mà tiếp. Trời ơi, xá lẻ, chị xui xá lẻ, xá lẻ. Chị xui, mà chị ngồi, trời ơi. Chị xui khát nước xui. Không? Để vô lấy nước chị xui uống nha. Để lấy nước anh. Trời ơi, đi máy bay mệt lắm không? Già cỡ tụi mình á, ngồi máy bay lâu đau lưng lắm chị ơi. Dạ. Tôi biết mà. Xin lỗi nha chị xui. Cái gì vậy? Ba má chuyện gì vậy? Nè. Dạ. Bi. Dạ. Trời ơi. Ba má buồn dữ lắm nha không? Dạ sao má? Trời ơi mày đưa má vợ mày về mày không nói ba má tiếp rước để kỳ cục quá. Dạ. Ai má vợ? Nè. Nè. Không sao mà. Không phải ba má. Không phải. Cái này là con dâu của ba má nè. Em đây là ba má của anh nè. Dạ. Em chào ba má anh đi. Chào ba má anh đi. Chào. Anh giới thiệu em trước. Dạ thưa ba má, đây là Jennifer Lung. Cái gì? Tiếng Việt là Jennifer Lũng. Hả? Dạ, chào. Dạ, Jennifer Lũng kính chào hai bác. Em gì hai bác? Sắp sửa làm con dâu mà chào ba má. Dạ, Lũng kính chào ba má. Hả? Con nói má nghe, ảnh là mối tình đầu của con. Dạ. Con cũng là mối tình đầu của ảnh đó. Trời ba má ơi, sao gặp con dâu mặt ba má buồn bí sĩ vui vui lên ba? Vui cái ông nội mày á. Dạ. Dạ, xin phép ba má. Em. Trời nóng mặt em đường hẻm sột dưa nhiều quá, em vô đắp phấn lăn lán cho trẻ xíu anh cái đi. Thôi em có đi tắm đâu. Đi tắm giùm anh cái đi. Em tắm sủa không à. Ở đây đâu có sủa cho em tắm đâu. Vậy em mới tắm ở bên Mỹ trước khi về Việt Nam chứ bộ. Yeah. Thôi để về Mỹ em tắm luôn đi. Ở đây có 2 tháng chứ tớ nhiều ơi. Đâu 2 tháng chịu sao nổi em. Mà em nói anh nghe nè. Cái gì? Em nhịn lắm đó nghe. Yeah. Em thương anh, em nhịn lắm đó. Anh biết rồi. Em giận cứng mà em cắn em chịu á. Cái gì vậy? Chừng nuốt hàm răng giả bây giờ đó. Gì vậy? Sợ xúc răng giả chứ gì. Thôi bây giờ đi đem. Đi vô mạnh cái đi. Anh dìu em vô em mới chịu á. Trời không chứng dìu mà. Không chịu đâu. Anh bồng mua cho lẹ. Vô trọng lấy sữa ông Thọ cho nó tắm. Mình ơi em khổ quá mình ơi. Khổ gì tại bà không biết dạy con. Làm sao mà em biết nữa, nó qua ngoại quốc nó chọn kỳ cục quá trời đó. Kêu ra tờ biểu. Bát. Bi. Bát. Bi. Bát. Bi. Bát. Con nói với ba má rồi, bóp thôi bi hoài à.
ba mày qua đây ngồi lẹ lên. Dạ. Đi. Dạ. Mày ngồi xuống mày nghe má nói nè. Dạ. Ngồi xuống. Dạ. Trời ơi, bây giờ mày nghe má nói nghe. Má bỏ mười mấy ngàn đô la, má làm hồ sơ giả cho mày đi con lai sang Mỹ. Ít nhất mày phải học kỹ sư bác sĩ rồi mày lấy bác sĩ kỹ sư. Mày giống một con mẹ già bằng má về là sao vậy Bi? Tao cứ tưởng mày đem bả về giới thiệu cho tao nữa chứ. Bi nè, nghe má hỏi. Mày dạ. Qua bên ngoại quốc á, giờ mẹ tao hỏi mày có quốc tịch chưa? Yes, I am. Nói tiếng Việt mày. Dạ, có rồi. Thấy chưa? Có quốc tịch rồi dễ lắm con ơi. Về Việt Nam tao nói con gái nói nhiều vô kể. Hoa hậu thì khó nghe chứ còn á hậu nha. Mày vớt bên đây 12 con nè, mày vớt bên đây 18 con đó. Á hậu nhiều lắm con ơi. Dạ, cái này cũng hậu vậy. Hậu gì? Mẫu hậu. Mày giỡn á mày. Má mà nói đúng á. Bữa trước tao đi bia ôm đây nè. Cái gì? Cái gì bia ôm nè? Già hai thứ tóc mày còn đi vô mấy chỗ nhí làm gì? Muốn tan nhà nát cửa hả? Hả? Muốn cái gì? Thôi, tao đi ăn bánh tráng phơi sương. Mày làm gì vậy? Dạ thôi, đừng có lộn mà. Trời đất ơi, bữa trước tôi đi ăn bánh sáng phơi sương. Dạ. Trời ơi, mấy bạn có ba già hết trơn rồi, già còn hơn tao nữa. Vậy mà mấy em đeo rồi. Mày không tin, tối nay tao dẫn mày đi. Cái gì vậy? Cái gì hả? Hả? Trời ơi, hèn chi. Ngày nào cũng nói tôi là đi tối là đi học Anh Văn để qua bển thăm con, té ra đi ăn bánh tráng phơi sương phải không? Muốn phơi sương phải không? Đâu, thôi. Ngày nào cũng phơi sương phải không? Bà đây đừng có đa nghi gì nha. Thôi, tuần tao đi có hai lần à. Thôi, nhiều đâu có đủ sức. Đủ sức cái gì nè? Nè, quay lại đi coi. Muốn tan nhà nát cửa phải không? Muốn cái gì? Shut up. Cái gì? Shut up. Cái gì vậy? Bi. Trời ơi, má bỏ tiền cho mày qua ngoại quốc để mày có tiền mày gửi về cho má xe Honda, xe Dream, tự nhiên mày gửi về cho má xe đạp là sao vậy con? Ủa, con nói xe đạp hồi nào? Thì con vừa nói xe đạp đó. Không phải, con nói set up có nghĩa là im đi đừng cãi nữa. Trời ơi, tiếng Anh của mày khổ quá. Nhưng mà con nói thiệt với ba nha. Cái gì? Đây là mối tình đầu của con á ba. Trời ơi, bây giờ cho con khờ quá. Hồi đó tao ở với cả chục người đó. Cái chuyện tao gặp má mày tao cũng nói là mối tình đầu. Bảo đâu có biết mẹ gì đâu. Sao không biết? Tôi rành quá chứ bộ ông tưởng ông là người đầu tiên tới với tôi á. Xin lỗi ông thứ 12 rồi nghe không? Thôi ba má ơi đừng có cãi. Con nói thiệt với ba má nha. Con có nỗi khổ tâm của con á. Con lỡ cái gì phải không con? Dạ con lỡ rồi. Con lỡ cái gì vậy con? Dạ. Không lẽ nó có bầu hả? Trời đất ơi, ba nghĩ sao vậy? Cái tướng bà đó còn đẻ được hả? Hả? Con môn đẻ ra hột vịt lộn á. Con lỡ chuyện khác kìa. Lỡ chuyện gì chuyện con? Gì? Bà má muốn biết không? Biết chuyện gì. Ủa? Con? Có gì con khổ dữ vậy con? Ba chờ con xíu. Cái gì vậy? Con sợ nghe. Nó đang tắm sữa, tổng không có nghe đâu mày ơi. Coi chừng mất mấy hộp sữa ông thọ của tao đó. Ba. Cái gì? Ba má nghe. Cái gì? Bà làm chủ tiệm nail. Kệ mẹ nó chứ. Nhưng mà con làm cho bà. Kệ mẹ mày chứ. Cái này mới chết mẹ con nè. Trời ơi. Cái gì? Bà má biết sao không? Bữa hổm á, cô làm trong tiệm nail của bà. Còn sao? Có nhỏ khách. Nó mặc đồ phía trước ngực á. Nó khoét sâu vậy nè. Trời ơi. Con lo dũa. Dũa mà con lo nghía. Rồi sao con? Con dũa hồi tai khách nó thành vậy. Hả? Trời đất ơi. Còn sao? Bởi vậy người ta mới đòi thưa con, bắt con vô tù. Con không nhờ bà beo con ra, lãnh con ra thì con ở tù rồi. Tôi chết. Bởi vậy con mới được. Không thương người ta thì đừng có lấy. Ừ. Ba dạy con sao? Sống trên đời phải có lương tâm. Con không biết, nhưng mà lương tâm không bằng lương thực. Thôi mày ơi, tao nói này nè. Nợ tiền thì mình trả bằng tiền con, còn có chuyện tình cảm để má tính cho. Thôi má ơi, má tính sao được tính. Bây giờ con đâu có tiền để con trả cho người ta. Trời má ơi. Sao mày nói với ba má là mày qua bển học bác sĩ kỹ sư? Có, nhưng mới tính à. Trời đất. Trời ơi, thôi chết rồi con ơi là chết. Con mày thôi ơi. Được rồi, bây giờ cái chuyện này mày để cho tao tính. Dạ. Đúng rồi. Để cho má mày tính đi. Má tính sao má? Má, tao nói thiệt với mày nha không? Tao lấy mấy chục năm, lấy bả mấy chục năm má tao biết mà. Có chuyện gì mà cần chửi thẳng vào mặt người ta đó là không ai qua má mày hết trơn á. Đúng. Mà. Tao gặp bả tao sẽ chửi thẳng vào mặt bả. Tôi nói thưa bà. Dạ. Con tôi banh da xẻ thịt tôi đẻ từ hồi tôi 14 tuổi rưỡi. Dạ. Cái lúc mà cháu nó còn khóc e oe đó, tôi dâng hiến cho nó hai bầu sữa. Không đó. Lẽ má có ba bầu sữa? Má mà có ba bầu giá má cũng tặng con luôn. Bởi vì lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, con biết dạ, không? Đó. Rồi lớn lên ít nhất con phải lấy người xứng đôi vừa lứa cho ba má nở mặt nở mày. Chứ lấy đâu mà lấy một bà già như vậy. Tao hỏi mày ngày đám cưới mày lỡ bả đứng cạnh ba mày, cho tao chúc bả với ba mày trăm năm hạnh phúc á. Thôi má ơi, con nghĩ làm như vậy thấy tàn nhẫn quá à. Tao không tàn nhẫn, làm sao tao sống với ba mày mấy chục năm nay được. Trời ơi. Anh ơi. Cái gì? Trời, thôi lâu rồi. Quá à. Thôi
bây giờ anh ra khách sạn anh muốn phòng máy lạnh cho em ở đây, em chịu không có nổi, em chịu không có nổi rồi đó. Trời ơi em ơi em. Đúng đang rồi. Căng thẳng mà nhổ nổ 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 gì nữa. Căng cái gì? Căng thẳng là vô qua nói chuyện. Nhà này quạt máy cũng có chứ đừng nói gì là máy lạnh nữa. Muốn thì ra khách sạn mà ở. Nhưng mà trước khi đi đó, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với bà. Má. Má đừng gọi con bằng bà má à. Má gọi con bằng bà con tổn thọ lắm. Chỉ còn có mấy bữa nữa là con làm đám cưới rồi. Và từ đó chốn phong ba con làm dâu nhà người. Đau buồn. Ủa mà con đau buồn. Con vui chết mẹ luôn vậy má. Vui mà chết mày... luôn vậy. Thì cũng chính là cái vụ đám cưới này đó. Dạ. Vợ chồng tôi phải cần nói chuyện gấp với bà đó. Ba con đừng kêu con bằng bà, con tổn thọ lắm ba ơi. Con ở đây có 2 tháng à, con đám cưới có tuần lễ là con về thôi hả ba à. Vô đề bà. Đây nè. Dạ. Cái chuyện hôn nhân của thằng con tôi đó. Dạ. Tôi dứt khoát là. Má. Con nhớ rồi. Má đưa bàn tay ra con mới nhớ. Con có cái này con muốn tặng má mà nãy giờ con quanh. Nè, con tặng má chiếc hộp sàng này nè, cái tay má đeo chiếc này vô trời. Ôi, má ơi, đẹp vô cùng, má trồng vô thử coi má. Trời đất ơi. Wow. Nhưng mà chuyện hôn nhân là tôi dứt khoát là đẹp quá. là thiệt hay giả vậy? Trời con đâu dám giỡn mặt má đâu, má cái này thiệt đó. Dạ. Dạ. Mà nó mấy kaka mấy kaka. Cái này 2 kaka má ơi, mà nước e đó má, nước e đó, nước e xứng với má ghê chua. Trời ơi nó sáng quá trời đó mình ơi. Trời ơi Jennifer lủng lủng này má. Dâu cưng của má. Má. Thấy hộp xoàn á là sáng mắt à. Má. Con nói cho ba nghe, hồi nãy con vô trong phòng á, con thấy nhà cửa mình chật chội khó chịu quá à. Ý con muốn á mua một căn nhà mới thiệt, mới mà lớn, thiệt lớn để ba có chỗ ba tiếp khách đó mà. Thôi kệ tôi, nghèo nhưng mà tôi hạnh phúc. Tôi chỉ cần chiều sâu tâm hồn thôi. Mình ba, lũng cũng có chiều sâu lắm mà ba chưa có khám phá ra đó thôi đó bà. Ý con muốn nói là ba má đó cứ chọn một cái nhà nào đi con lợi con chụp con búp liền con đem dựng tặng ba má liền mất ha. Tôi không cần, bây giờ tôi tu tại gia rồi. Mình tiền bạc đối với tôi bây giờ là bà. Ủa con nói là con mua nhà mới tặng cho ba má hả? Dạ đúng. Je vous salue madame. Ba nói gì? Ba con ở Mỹ về ba nói tiếng Tây sao con biết được ba? Tao cũng đâu có hiểu. Đúng rồi đó em. À, bây giờ sẵn nhà cũ á, bây giờ mình bán nhà đi, mua nhà mới ha. Không được, cái nhà này nhà kỷ niệm của ba má. Em muốn sửa lại cho đẹp, thì đẹp cho mới thì mới, để ba má cho người ta mướn để lấy chút tiền xài má. Đúng rồi đó con. Trời ơi, ta nói cái nhà này nha, con cất lên cho má 10 tầng nha con. Dạ. Mỗi tầng một cái toilet nha. Dạ. Sân thượng là cũng phải có toilet đó nha. Dạ. Để má vừa đi toilet, má vừa ngắm sao trời nha con. Dạ, chảnh ghê vậy má. Vui quá. Bà nghe. Ba nói cái chuyện gì vậy? Hồi nãy ba muốn nói con cái chuyện gì vậy ba? Ba bàn chuyện gì vậy ba? Không, hồi nãy ba chỉ muốn hỏi là con đã lựa được ngày lành tháng tốt để làm lễ thành hôn với thằng Bi nhà của ba má đó mà. Dạ. Cái đó quan trọng. Con qua má nói nghe nè. Dạ, con đây. Chắc con tụi con khắn phải không? Ủa sao má biết con tuổi rắn hay quá vậy? Nhìn cái đầu là biết liền à. Trời ơi, rắn quá trời rắn luôn vậy đó. Má ơi, con tuổi con rắn, con bằng má đó. Dạ. 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 Vậy má với con bằng tuổi nhau hả? Dạ. Nhưng mà con nhỏ hơn má, con sanh cuối năm. Trời đất ơi, hên ghê vậy đó. Dạ. Vậy là má còn hơn con tới 9 tháng. Dạ, đúng rồi. Hơn hết trời vậy đó. Dạ. Nè, mình coi nè. Mặt trẻ non phải không? Dễ thương quá trời à. Ba. Sao? Con còn nhỏ hơn ba tới 2 tuổi luôn đó ba. Con trẻ măng, trẻ măng vậy đó ba. Dạ, phải rồi, phải rồi. Ba có con dâu trẻ măng, trẻ măng à. Nhưng măng già. Anh nói nghe nè, bây giờ ba má đồng ý cho hai đứa mình rồi đó. Bây giờ em lấy cho anh 20 ngàn để anh chạy lo đám cưới đi. Ừ. Xứng quá. Thôi chết. Cái gì chết? Em bỏ quên cái bóp bên Mỹ rồi. Cái gì kỳ vậy? Tiền đâu? Ê ba má ứng cho con mượn đỡ 20 ngàn rồi. 6 tháng sau con về Mỹ, con trả lại được không ba má? Gì vậy? Tiền đâu mà có? Thôi vậy thôi. Dẹp đám cưới, dẹp đám cưới. Má còn cái hộp. Trời ơi, cũng may là còn vớt được cái hộp này, chúng con làm lỗ á. Ủa gì cười vậy? Cười gì vậy? Cái gì vậy? Cái hộp giả. Trời ơi, ba.
nhã vô buồn nhục nhã. Trời ơi, có gì đâu mà nhục em, sao nói quá. Được. Dạ, ủa gì? Anh vô anh coi kiến thử coi. Có gì? Coi kìa cái tướng tá anh á, như con heo nọc vậy đó. Mà đụng chuyện thì mặt tái mét như con gà mái vậy đó, mà còn có chút xíu à. Cái gì? Nói này nè. Ủa, sao anh biết? Gì? Hả? Tôi nói cái gan anh còn có chút xíu à. Thì em biết rồi mà. Nào giờ anh là người hiền lành, đâu có quên đánh lộn. Em đâu kêu anh đánh lộn, em kêu anh đánh trúng mà. Ít nhất anh ra đường á, anh thấy chuyện chướng tay gai mắt, anh phải nhảy vô anh can thiệp chứ. Có đâu cái thằng ăn cướp nó rượt theo bà già nó giữ cái bóp trước mặt anh vậy đó, anh quay chỗ khác để cái thằng cướp nó xô bà già té xuống đường, mém chút xíu nữa xe cán bả rồi. Anh có thấy xấu hổ không chứ em, mắc cỡ quá đi. Trời ơi, tại vì nó xảy ra bất ngờ lẹ quá cho nên anh không có phản ứng kịp, chứ đâu phải là anh không có muốn giúp bà già đó. Em nói thiệt á, anh ra đường anh thấy vậy anh không can thiệp người ta, mai mốt anh đụng chuyện ai can thiệp tới anh. Tánh em hả, ra đường hả thấy bất bình là rút dao tương trợ liền. Em ơi, cái câu đó là chị viết cho mấy người học cung phu trong mấy cái phim Tàu thôi, chứ em sao được nè. Đó đó đó, thấy chưa nè, nè tương trợ nè, cho nên nè trầy trụa tay chân nè, rồi rồi đầu gối máu tuôn thành dòng nè. Trời đất ơi, không có được đâu em ơi. Nhưng mà em đàn bà tay yếu chân mềm. Em là tay sắt chân chì thì đúng hơn. Nhưng mà ít nhất em cũng rượt theo là ăn cướp. Em rượt nó 3-4 ngã tư đường, em nhắm em đàn bà em rượt theo không kịp chứ gì. Em nhào tới em ôm hai cái chân nó té, anh thấy không? Rồi sao nữa? Rồi em té theo. Ừ, té theo rồi cũng nói nữa. Nhưng mà ít nhất em cũng giật được đứa cái bóp cho bà già. Ha? Quay qua quay lại thấy anh đâu mất tiêu. Rốt cuộc thấy anh trốn ở dưới cái thùng rác á. Nhục không? Nhục không? Gì đâu, thì tại vì anh ở nhà em ăn hiếp anh quá cho nên anh ra đường anh thấy em giơ tay giơ chân là anh sợ anh phải núp chứ. Chứ đâu anh đâu có sợ thằng ăn cướp. Được. Cái gì vậy? Em báo cho anh biết. Trong vòng một tuần lễ anh phải tập cái này ha. Anh đàn ông á hiền quá ra đường người ta coi thường. Em báo cho anh biết cái này là đồ chơi, mai mốt ai ăn hiếp anh chơi liền, biết chưa? Thầy hiền cho nên em coi thường anh đó đến giờ rồi. Em báo cho anh biết đây không phải lần đầu nghe. Bữa hổm đi cine cũng vậy nữa, cái thằng cha kia kìa chả công khai chả bóp bóp gì chả bóp đích em trước mặt anh vậy đó, mà anh cũng quay chỗ khác anh làm ngơ luôn à. Làm em phải trở cán vô em đập nó phun máu đầu ha. Tưởng sao thấy phun máu đầu cái xỉu. Trời ơi, đàn ông gì mà kỳ vậy, đàn ông kỳ vậy. Thì anh cũng đâu có ngờ em mà cũng có thằng nó dê. Cũng có thằng khùng nó dê nó cưới em đó. Thằng nào vậy? Thằng này nè. Em báo cho anh biết ha, thà em lấy thằng khùng mà nó gan còn hơn là em thấy thằng hèn nhát. Ok, bây giờ em vô em nấu cơm. Anh qua bên má, anh coi má sai cái gì từ sáng giờ mới nhắn trong phone mấy lần. Đi lẹ lẹ về ăn cơm. Em có cần anh phụ là làm không. Mấy... Sao tôi hiền tôi lấy nhận vợ vô con quá trời. Đực. Anh chửi em gì á? Đâu có. Anh nói em dễ thương quá. Hên đi nha. Đi lại là... Trời ơi là trời. Tôi khoái thằng chồng bậm trợn lắm mà. Sao tôi lấy nhầm cục bột biết đi vậy. Trời ơi là trời. Âu. Đứng yên. Dậy hả? Dậy hả mày? À, đánh lộn hả? Trời ơi, à, cướp ban ngày hả? Gặp cảnh bất bình rút dao tương trợ. Chết cha, không có dao. Đây, con cây. Trời lỡ cây. À, vợ mình nói là phải đánh cái thằng nào mà bự con mặt chú con nhất. Đứng lại. Đứng đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mày biết thế này không? Hả? Mày đánh ra sáng đó. Ngồi xuống. Đi đâu? Có lên. Trời ơi, vợ tôi xui dại không à. Lên. Cũng tụi mày nữa. Tụi mày biết cha Trung úy Danny là võ nó giỏi rồi. Ba thằng mình chưa chắc đánh lại đó. Em biết. Tao kêu hai thằng mày ôm lại có thằng nào ôm không? Em ôm nó đâu ôm đâu. Thằng nào? Cũng thằng này đổ cho thằng kia nè. Hên nha con, hôm bữa mà nó mang súng ra nó bắn là thôi rồi, tiêu rồi nha con. Ông cảnh sát sao ông bắn mình được, anh nói sao? Mày nói sao nó không bắn? Mày đang chơi đồ người ta nó bắn không? Em ôm ổng lại mà. Mày chỉ giỏi cái miệng không à? Thì nào mày chết kìa mày. Mày dám quýnh cảnh sát hả? Hả? Tù một công nghe chưa? Đi mày, để lên.
Phen này cho mày tù đột xương luôn. Đi. Vô. Vô. Officer, cái gì? Cho tôi gọi điện thoại cho vợ tôi để. Làm gì? Lãnh tôi ra. Lãnh hả? Lãnh cái đầu của mày á. Đi, vô. Nè. Nhanh như mà. Ê. Tụi bay coi chừng tao nghe chưa? Tụi bay coi chừng tao à. Ê ê, thấy chữ gì không mày? Dạ thấy. Ê, cho mày ngồi đó. Ủa, chỗ này có anh hả? Ê, cho mày ngồi đây. Trời ơi, cái chỗ này cũng có anh luôn hả? Tôi xin lỗi. Vậy thôi. Ai cho mày đứng đó? Trời đất ơi, cái chỗ này cũng có anh luôn. Mấy anh chắc ở vô đây thường lắm hả? Giỡn mặt đó mẹ. Ê, còn chạy không? Cái gì chạy? Đồng hồ mày á, còn chạy không? Trời đất ơi, Omega mà anh nói. Xe tăng cán qua vẫn còn chạy như thường chứ nói. Dạ, tháo ra mày. Tại sao bà tháo? Dạ tao kêu mà tháo không? Trời ơi, tháo làm dữ vậy? Cũng Omega thiệt ha. Tốt lắm à. Con sai mà. Ừ. Báo tối. Gì? Ê, gì vậy? Dạ, hiểu gì mày? Gucci. Gucci. À, cũng ngon ha. Gucci made in Italy ha. Không phải Gucci make in Củ Chi. Củ Chi hả? Củ Chi cũng lấy nè. Lột ra mày. Tao mang đâu có vừa anh đâu. Tôi mang số 19 lận à. Cái gì? Mày giỡn mặt hả mày? Mày vậy mà ăn sao sai số 19 hả mày? Thì chân này số 10, chân này số 9 là 19. Lột ra mày. Gì lột? Vậy nó kêu mày lột á. Lột thì lột chứ trời. Ôi, tôi chết tôi rồi, vợ tôi. Đây. Ê chuột. Ê dạ, đại ca. Người ơi. Tao đang cần cái đồng hồ với đôi giày. Em biết mà. Em biết đại ca cần mà. Em có ý là em lột của nó để nạp cho đại ca mà. Ngày này đại ca. Ông hồ ngon lành đại ca. À, ngon lành. Ờ, à, gai không? Omega đàng hoàng á, Omega. Vậy đó mày. À, trời ơi, em biết. Để cho đại ca, đó đại ca thấy không? Ờ, à, bóng thấy không? Trời ơi, em đúng mang sai số 9 đại ca. Em mang sai số 13, 14 mà. Em đúng phải số đáng. Trời, đại ca hiểu lầm em rồi. Sao? Ê, gì? Sao mày vô đây mà không biết luật mày? Tôi đâu biết luật gì đâu. Mày biết ở đây có đại ca không mày? Ba người tôi đâu biết ai là đại ca. Ê, bộ mày đuôi hả mày? Nè, tôi hiểu mày. Đây nè, đây là đại ca của đảng Môn Tu Đai. Ok. Chào đại ca mày. Dạ, kính chào đại ca Ba Tu Đo. À. Dạ, kính chào đại ca Bon Tu Đai. Thuốc. Thuốc mày. Gì vậy? Da mày ăn gì bệnh vậy mày? Có đây ngủ ta mày. Chuột. Ê, dạ, đại ca, em. Đại ca. Rồi. Em đâu có. Tối để ta ngủ với nó chứ. Hả? Em biết là đại ca phải ngủ trước mới tính yên em biết mà. Tao ngủ trước rồi, tụi bay muốn làm gì đó tụi bay làm không? Dạ em biết, đại ca hiểu lầm em nữa. Chết rồi. Trời ơi, vợ tôi hại tôi rồi. Vợ tôi... Officer. Ôi, trời ơi, ghê quá. Thì chừng nào em mới được thả vậy? Thả mày hả? Mày đợi chút đi.
Tụi bay giỡn mặt hả mày? Hả? Mày giỡn mặt hả? Chỗ này cho mày cho bay giật hả? Hả? Còn cái thằng này nữa. Đại ca. À, làm gì dữ vậy trời? Gì vậy? Bay nữa mày. Trời ơi, sao đứt quay vậy? Mày làm gì à? Hả? Mày có biết là mày đánh cảnh sát này tội nặng lắm không? Cả cái đồn cảnh sát bây giờ đó đang họp lại á, tìm cách để trị tội mày đó, mày biết không? Phen này mày tiêu rồi con à. Mày nữa nghe chưa? Hồi sáng này á, mày đánh ai mày nhớ không? Tôi lộn mà, tôi đâu có cố ý đâu. Mày đánh Trung úy cảnh sát Danny mày có biết không? Đại ca, tôi đánh Trung úy Danny đại ca. Tụi mày có biết Trung úy cảnh sát Danny là ai không vậy? Ông ta là trưởng ban bài trừ cái bọn du đảng này nè. Ông ta chuyên môn hoạt động undercover là tiêu diệt cái bọn du đảng. Mày dán tay không ha? Mày xông ra mày đánh ông lòi cái bản họng ra ha? Mày ngon ha? Mày giải thoát cho con cái thằng cướp khét tiếng này chưa? Officer à, vậy tôi đã nói là tôi lỡ tay rồi. Nếu mà tôi nghe lời đúng vợ tôi dạy đó, gặp sự bất bình mà rút dao đó, giờ này rồi tôi chém chết cha cái Trung úy đó rồi. Cái gì? Mày nói gì? Con vợ mày là du đảng hả? Không phải. Chứ lại gì? Du côn mà. Trời ơi, mày chết đi cho mày nghe chưa? Cũng cái thằng ông nội này nè. Đại ca. Làm gì dữ vậy mày? Trời ơi. Vị sếp trời ơi. Nên. Cảnh sát rồi. Nên. Nguyên cái lũ bọn du đảng á, bon to die này nè. Mấy năm nay nó lộng hành, nó quậy nát cái thành phố này. Cả cái đồn cảnh sát á, không có ai mà trị được tụi nó. Cuối cùng á, phải nhờ á, Trung úy cảnh sát Danny á, ra tay, mới tóm được trọn ổ tụi này. Vậy mà mày bị dám nghe là mày xông tới đánh ổng hả? Mày ngon với tao trời hả? Ơi, tôi đã nói là tôi lỡ tay mà. Lỡ tay. Phen này á, cho mày tù rụt xương nha mày. Mày dám đánh cảnh sát hả? Dám đánh cảnh sát hả? Tội nhẹ cũng thành nặng. Như cái... Tao nói cho mày biết nha. Mày cứ ngồi ở đây đi. Gỡ vài chục cuốn lịch đi nghe không? Nghe không? Khi mày bước chân ra khỏi cái căn tù này nè nè. Vợ của mày á bị người ta xài, con của mày á bị người ta xài, nghe chưa? Nghe chưa? Không, chỉ có điều á là mày phải biết điều với tao, nghe không? Sao 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 quay vậy? Ngồi gì? Coi chừng tao nghe mày. Yeah. Anh hai. Bộ anh tay không mà anh hạ được Trung úy Danny đó. Tại lỡ tay thôi. Trời ơi anh ơi, Trung úy Danny võ nghệ cao cường lắm. Đó là chưa nói cái vụ mà cha bắn súng nha. Cha mà súng ra khỏi vỏ là trăm phát trăm trúng đó. Mà có thiệt không vậy? Ôi, tại anh chả đâu có ngờ là tôi... Trong giang hồ đó, nói thiệt cái mấy chú á, nhiều khi á mình phải bất ngờ tung ra những cái độc chiêu bí truyền mà địch thủ không thể nào đoán trước được. Tôi nói anh hai nghe nha, nguyên cái thành phố này mấy chục băng đảng, mà mỗi lần nhắc đến Trung úy Danny thôi là thằng nào thằng đó là run sợ hết. Thằng nào đụng giá là gục á. Gục liền. Đụng thằng nào rớt thằng đó. Mà bây giờ đại ca tay không mà hạ đường giá rồi là đại ca làm phước cho cái đám giang hồ tụi tôi rồi. Chuyện nhỏ mà. Chốt. À, dạ đại ca, có em Kiết. Anh biểu ơi. Đại ca kêu mày Kiết. Lấy cái áo ra mày. À, dạ. Mày ấy, cởi cái áo ra mày. Thao ca, cởi áo xong rồi sao đại ca? Trao áo cho đại ca. Chốt. À, dạ đại ca. Biểu ơi. Dạ. Kiết. Tụi bay nghe tao nói nè. Dạ. Tao long trọng tuyên bố cho tụi bay biết kể từ giờ phút này. Dạ. Tao không còn là đại ca của tụi bay nữa. Ủa, tại sao vậy đại ca? Khoan. Dạ. Đây mới là đại ca của tụi bay. Đại ca. Tụi bay nghe chưa? Dạ. Còn không mau dọn chỗ cho đại ca ngồi. Dạ. Dạ, cảm ơn. Đại ca. Dọn sạch máy. Đại ca. Are you talking to me? Xin mời đại ca ngồi. Mời đại ca ngồi. Tụi bay nhớ, tao bây giờ chỉ là nhị ca thôi, nhớ chưa? Dạ. Yeah. Đại ca. Đại ca kìa, cái chỗ này hồi xưa em gọi á đại ca. Dạ. Mấy giờ rồi chuột?
chuột đi dạ đi cả đó em coi lấy em lấy đồng hồ này lo cho sạch trả lại cho đại ca dạ dạ ba cho sạch trả đó Kiệt trả cho đại ca trời trong này sao lạnh cẳng quá vậy ha Kiệt dạ lấy đôi giày này lau cho bóng đưa lại cho đại ca em đánh bóng rồi á đại ca đeo lẽ mang vô cho đại ca liền mấy còn bóng với đại ca đó mày thuốc mấy thuốc nhớ mày đó gầm gầm đâu ủa, nhanh mày à tao nhớ tao nhớ gì vậy gì vậy? Không, em để gầm đây nè đó đó đại ca đó 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 ăn gầm méo đi ca đi ca không lẽ tụi mình phải sống ở đây suốt đời sao vậy ca bây giờ sao em có đề nghị gì chị ca ra đây chị ca thử chui vô bên giường không đó 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 coi chừng lộ mày để tao để cho anh ta đấy tối nay anh em mình chui tử đây ra nha mày hay dạ tối đại ca gì Trung úy Danny nha khét tiếng là giỏi võ vậy mà đụng với đại ca có một hiệp ơi là gục liền ấy em nè nói thiệt đại ca nha em nè tập võ mười mấy năm rồi nha nhị đẳng thái cực đạo nè tam đẳng karate nè tứ đẳng vô vi nam nè ngũ đẳng judo nè đại khái em á là cao đẳng á em nói thiệt đại ca sao bữa nào đại ca giật vài hiệp với em đại ca cho em học hỏi mà giật vài hiệp tôi muốn học hỏi hả dạ anh nói chú nghe chuyện học hỏi đó thì từ từ bởi vì học võ đâu phải là học một ngày nó tiến bộ liền được đâu em biết em biết phải tập mà thấy không thôi tối nay vượt ngục á ra từ khỏi tù á anh nhận chú làm đại đệ tử cảm ơn đại ca cảm ơn đại ca giờ khỏi đại ca biết không đại ca em á nha thượng đài gần 100 lần rồi chưa tính là quýnh lộn ngoài đường nè ha đường hẻm đường phố vậy nè nè mới kỳ mới thi lên đài nè đó sao? Em lỡ tay quýnh chết địch thủ của em được lên tam đẳng thái cực đạo yeah. Ở đâu bị ban giám khảo đá cái bóp xuống sân nhị đẳng quánh chết thằng đó mà bị dạ. Tam đẳng xuống nhị đẳng đó hả dạ em nói cho đại ca nghe em có rất là hiếu học em mà nghe tin ai á giỏi võ là em bái làm sư phụ liền á à, dạ. Mà thân cỡ nào thân nha đại ca sao lên đấu võ đài với em á là em chơi xả láng luôn xả láng luôn hả chơi xả láng chết chịu ơi nè không đẻ ra là biết là phải chết liền nè đó đái xuống nữa đó đái xuống mà hả đại ca cứ dạy cho em về đường rồi cứ chơi mời đại ca yeah. Dạ cứ chơi thoải mái mời nè mời đại ca everything ok officer ok everything ok man ok good ok chúng ta nghe chưa ok man đại ca mời chột dạ nhị ca có em mày hổng dạ hổng vô gì cái nhất đẳng nhị đẳng tam đẳng tứ đẳng cao đẳng của mày yeah. Thì là đi dọa con nít đúng rồi đại ca như thế này mà hạ mình đấu với mày hả mày không có đâu em kêu đại ca giỡn với em giỡn còn không mau ra xin lỗi đại ca đi dạ thôi khỏi chú ơi gì đấy tôi thông cảm cho chú lắm cảm ơn đại ca hồi đó chú anh mới bước chân vào giang hồ đó thì anh cũng giống như chú vậy đó đó ngứa tay ngứa chân vậy đó đại ca sao đại ca chuyện gì bây giờ tôi được xin phép thay mặt cho toàn băng đảng Bon Chudai xin mời đại ca thôi xin lỗi tôi đã bỏ qua rồi mà
chua chịu nó đi. Không, xin mời đại ca đấu với tôi vài hiệp chơi mà đại ca. Yeah! Mẹ luôn! Đó, tối nay có chuyện thôi. Được cái gì ca, có lý à. Mà lâu quá là biết là tao còn đắng được nữa. Còn ngon, còn ngon. Ê, đó, đã. Ê, Nhị ca, Nhị ca, nhớ đá cái cú mà kìa rồi, Nhị ca đá thằng Mỹ Đen mà 7 feet đó, nhớ không? Nhớ cú đâu? Cái cú nào? Cái cú mà đại ca bay lên đá sông Quy á, bay kêu cao cao đá cái bóp ngay đầu á. Đầu nào? Đầu đuôi á. Vậy luôn á. Vậy mà cái đầu của nó á, trời luôn. Quá là tao quên. Quên hả? Em giỡn với đại ca, em giỡn lại, em nhớ cú đó nè. Em đại ca giỡn á. Ok ha, chuẩn bị nha. Đó nè. Đa thả Nhị ca nương tại em. Đó, đó. Đại ca thấy không? Nhị ca nương tại em á. Không ngồi là em rớt xuống nổi giờ đó. Đại ca, xin mời. Tôi hỏi ông lần nữa ha, ông có chịu thả chồng tôi không? Bây giờ chưa có làm hồ sơ ra tòa, thả vẫn còn kịp. Ê, what's up baby? Tao giả mày chết cha mày, giờ ở tù còn dê nữa mày. Nến. Bà sao? Muốn gì đây? Cấp chịu thả không? Nói đi. Chồng của bà đánh sĩ quan cảnh sát, giải dây chuyện bọn ăn cướp, là thả làm sao được đây? Tại chồng tôi nghe lời tôi dạy chồng tôi hễ ra đường ha, bất bình là rút dao tương trợ. Chồng tôi can thiệp vậy là công dân tốt, sao bắt người ta? Can thiệp. Ờ, can thiệp hả? Trời ơi, tại sao không đi đánh cái thằng ăn cướp mà lại đi quýnh cảnh sát chứ? Thì mặt cha cảnh sát vô cô đi ăn cướp sao chồng tôi biết được? Thôi đi bà, tôi mệt bà quá đi. Bà đi về đi. Mệt bà quá. Bây giờ phải chờ tòa án quyết định. Suy nghĩ kỹ rồi phải không? Còn gì nữa? Hả? Đại ca, xin mời. Mời đây. Bà luôn. Gì? Tôi nói cho bà biết nha. Sao? Chồng của bà đó nhất định phải vô tù để làm gương cho người khác. Suy nghĩ kỹ rồi phải không? Được, tôi sẽ về tôi mở họp báo. Ở đi. Tôi sẽ mời báo chí, truyền hình, truyền thanh tới ha, báo cho họ biết Trung Quý Danny, người hùng của sở cảnh sát của ông á hả, bị chồng tôi cho một cái chổi. Cái gì? Ông quên chơi một cái chổi vô mặt, bất tỉnh nhân sự, ngã lăn ra đường phải nằm nhà thương. Lúc đó hả, tụi vô đảng nó coi có còn nể của Trung Quý Danny của ông nữa không? Hả, con mẹ này nó cũng phải. Tôi báo cho ông biết hồi nào giờ tụi vô đảng nó sợ ông Trung Quý Danny như cọp vậy đó. Bây giờ quá ra chỉ lặn cọp giấy thôi, nó muốn đốt lúc nào cũng được hả? Còn ông á, đá một cái trăm vô. Còn ông á hả, trời ơi, đàn ông đàn bà, ông huynh, đàn ông gì mà con mắt á như hai cái đèn mobilet vậy đó, móc gì nào cũng được, móc gì nào cũng được, rồi báo cho ông biết vậy đó. Thôi đi. Gì? Thôi đi. Gì thôi? Tôi nói cho bà biết nha. Biết gì? Hiện bây giờ á, Trung Quý cảnh sát Danny á đang ở trong bệnh viện. Cái tôi sẽ vô trong đó giải thích với ông ta. Vậy không? Sao? Nhưng mà gì? Bà cứ hứa với tôi. Hứa gì? Tôi sẽ thả từng bà ta. Được rồi. Nói gì mà chả được có la lối ông sầm với tôi nghe. Không. Đó. Bởi vì Trung Quý cảnh sát Tài Niên là bồ của tôi. À, làm gì? Làm gì vậy? Vợ là có này sợ nha. Mày hứa cho tôi nghe chưa? Hứa. Đừng nói gì hết trơn nghe chưa? Thấy gì đây không? Con heo. Thấy gì đây không? Con gà. Làm gì? Uy tín. Uy tín. Tượng trưng cho đồng chồng tôi. Chồng tôi á bình thường là con heo nọc. Mà đụng chuyện như con gà mái vậy đó. Thôi, bây giờ tôi về, tôi hứa chắc với ông uy tín này mình. Khoan về, đứng đây đợi chút. Đứng đây phải không? Đợi chút. Okay. Đợi. Đâu rồi? Cân à Cân. Ê. Ê, cũng là mày đó hả mày? Hả? Ở tù suốt đời nha con. Thằng này đi. Đàng hoàng chứ mày. Mặt cái tao hoài. Thằng áo vàng. Thằng áo vàng đi ra. Are you talking to me? Thóc cái đầu của mày á. Đi ra. Nè, trả lại chú. Đi vô mày. Cái gì? Mày còn 5 cuốn nữa mày. Đi. Chú ơi, rất tiếc là anh phải đi về sớm, không có thì giờ để mà chỉ lại mấy cái đòn độc chiêu bí truyền của anh. Thôi, để khi khác nha. Anh, trời ơi, ở tù mới mấy tiếng rồi điên rồi hả? Ở nhà có nước thù cũng sợ, vô đây làm bài đại ca. Trời
Thôi về hút bụi rửa chén cho tôi đi con chuyện con nội. Để anh đưa em đi. Hả? Thôi thiệt về mới nha. Hả? Sau khi ở tù ra đó, ừ, anh bây giờ gan dạ lắm rồi. Vậy sao? Thấy chuyện bất bình gan. Thấy máu không xỉu. Vậy mới là chồng em chứ. Ê, trời ơi, chị ghét lộn ghê quá trời. Máu, máu, máu. 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 Máu, máu, máu